vẫn cũng hoa hương. Thiền sư thuyết pháp nói đường từ bi, hàng thiện tín mê chi trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc xâm tham còn nhiều. Ai thính pháp người nghèo được học, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, mẹ cha quyến thuộc bình yên, đường đi lối lại nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo kính hành, hướng cầu duyên phúc trọn lành, hướng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Sở thủ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nguyện trọn đời quy Phật, con xin nguyện trọn đời quy Pháp, con xin nguyện trọn đời quy Tăng. Sa thú, sa thú. Kính thưa đại chúng, chiều nay chúng ta lại tiếp tục khai triển về cái ngũ lực tín tâm niệm định tuệ, tín căn rồi tín lực. Tín lực thì kính thưa chư vị, nó có nhiều cường độ khác nhau. Tín căn là chức năng, tín căn là chức năng của cái yếu tố đó. Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn là chức năng của cái nhiệm vụ đó. Và sư nói rất rõ, nhắc lại cho quý vị nhớ, tín căn nó không phải là cái gì cụ thể đó, nó không phải là vật chất, nó là hoạt động, nó là một tiến trình từ cái chỗ không có cái gì cho có cái gì, nó cả một cái tiến trình. Và nó là tiến trình, tức là nó là cái hoạt động, chứ nó không phải là một cái vật thể. Nếu không hiểu thì nói ngũ căn là gồm có mắt, tai, mũi, tức là có cái vật, nó không phải, nó là các hoạt động. Tín căn là từ cái chỗ không tin, cho từ từ nó trở thành tin, rồi tin cứng, tin không thối chuyển, nó lại khác. Tức là nó cả một cái tiến trình tu tập. Tín, thí dụ như từ xưa đến giờ mình không có tin Phật, người Thiên Chúa Giáo đâu có tin Phật, nó cũng có tin cái khác. Cũng có nhiều ông linh mục tới gặp sư ở đây nè, rồi ông nói ủa sao đạo Phật không có khác gì đến đạo Thiên Chúa đó. Cũng là từ cái chỗ không tin, chưa biết cái gì hết đó, rồi đi theo một hồi cái hiểu được, rồi tin. Nhưng mà sư nói ổng á, hiểu được, nghe rồi hiểu được mà tin á, thì mới có 1/10 đoạn đường à. Phật giáo đòi hỏi phải có trải nghiệm, tức là mình phải có thực tế, mình có làm, rồi tay vô nóng lạnh biết thì mới có thể nói là tin được. Tức là tin phải có trải nghiệm. Phật dạy nếu tin mà không có trải nghiệm là tin mù, điều đó là không nên. Tin phải có trải nghiệm bằng kinh nghiệm thực tế. Tin thì bây giờ quý vị biết rồi, tín nó gồm có 4 cái chi phần: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin chính quý vị. Tin Tam Bảo, nhưng mà là phải tin chính mình nữa. Phật dạy hãy tự thắp đuốc mà đi, đứng trên đôi chân của mình. Tin rằng Phật, Pháp, Tăng là con đường đó dẫn cho mình đi từ chỗ phàm trở thành thánh. Nhưng mà rồi Phật đâu có đi giùm mình, mình phải đi, cho nên phải tin. Tin là mình đi và đi được, đi tới nơi. Mình phải tin là mình đi được, tại vì Đức Phật Ngài cũng đã đi rồi, các chư Thánh Tăng cũng đã đi rồi, các Ngài đã chứng rồi bằng trên đôi chân của các Ngài. Đức Phật cũng vậy, mặc dù là Thầy của trời và người nhưng mà lại không có Thầy. Không Thầy tự ngộ mà, Đức Phật đâu có Thầy, Ngài cũng tự suy gẫm ra. Nhưng mà nói vậy cũng không đúng, là Ngài cũng nhờ biết bao nhiêu những vị Thầy từ trong vô lượng kiếp cho tới kiếp của Ngài. Và cuối cùng cũng có hai vị đạo sư hướng dẫn Ngài để Ngài tu tới phi phi tưởng xứ, bát định. Mỗi cái nó góp một chút. Để cuối cùng á, Ngài tìm ra. Cho nên tiếng là quan trọng. Ở trong Kinh Tăng Chi Bộ, Bà La Môn lại hỏi Đức Thế Tôn, trong số đệ tử của Ngài, đệ tử tại gia cư sĩ, có vị nào chứng A-la-hán không? Tu sĩ thì biết rồi, chứng A-la-hán nhiều lắm. Thời Phật đó, tu 10 người chứng 9 người. Tại sao quý vị biết không? Tại vì thấy được Phật, nghe được Phật, cái gì cũng là xúc chạm thực tế, nó làm cho cái niềm tin vững chắc lắm. Thấy được Phật Đà Hoàng, rồi thấy thần thông của Phật, thấy cái phong cách của Phật, rồi các chư thánh tăng đi theo Phật, thấy rất rõ. Cho nên á, vì cái thấy đó cho nên cái tín tâm nó mạnh lắm. Rồi lỗ tai đã nghe được Phật dạy, chính nơi miệng Đức Phật dạy, cho nên nó càng tín tâm. Rồi tăng đoàn đó toàn là thanh tịnh, thánh tăng không à. Tệ nhất là cũng phải tu Đà Hoàn. Phạm tăng ít lắm, phạm tăng là thiểu số rồi. Nhưng mà các vị đó cũng là thanh tịnh hết. Mặc dù là phạm tăng nhưng mà đều thanh tịnh trên con đường để chứng vào dòng thánh. Bởi thế cho nên á, hồi đó các ngài tu 10 người chứng 9 người là vì lý do đó. Có nhân duyên gần thầy, gần bạn, rồi phong cảnh, và thực hiện đúng giáo pháp cho nên dễ dàng chứng. Bây giờ chúng ta đâu có cái duyên như thế. Phật thì xa, pháp thì bây giờ cũng không biết cái pháp nào ra pháp nào. Kinh sách thì nhiều lắm. Rồi tăng thì lại càng hết biết luôn. Thành thử ra đâm ra hoang mang. Khó mà có một cái gọi là đặt cái tín tâm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mà giống như ở trong Kinh Tăng Chi nói, có lòng tình tín bất động, khó lắm. Tại vì các sư cũng là người phàm. Sáng ra thấy ông đi nghiêm trang, chiều nghe thấy ông mệt mệt, ông đi hơi khịnh khạng, cái nói ôi tưởng gì ông cũng như tôi. Có những người nói vậy đó, tưởng gì ông cũng như tôi. Ông mệt rồi ông cũng đi, cũng nghiêng nghiêng vậy đó, ông đâu có phải là đi ngay ngắn đâu. Thói đời nó vậy đó, nhìn nhau bằng con mắt. Thành thử ra cái niềm tin không có, phải tin tuyệt đối. Trong Kinh Tăng Chi, người Bà La Môn lại hỏi Đức Phật, trong số đệ tử của Ngài có những vị cư sĩ nào mà chứng A-la-hán không? Đức Phật nói có 21 người nam, 27 người nữ. Đức Phật có kê liệt kê tên đàng hoàng. Tên gì, con cái nhà ai, nói rất rõ. 21 nam, 27 nữ chứng thánh A-la-hán, là cư sĩ đó. Rồi Bà La Môn lại hỏi vậy chứ cư sĩ có người nào mà chứng Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàn, A Na Hàm? Đức Phật nói ôi thôi cái đó đếm không xuể, cả chục ngàn người. Cư sĩ á, chứ chừng nói tu sĩ là ngoại lệ rồi, các vị nó siêu rồi. Tu sĩ trước sau gì cũng chứng à? Chứng gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn là phải chứng. Tu phải chứng chứ, tu không chứng thì tu làm gì? Và ngay cả trong thời này nè, sư đi nhiều nước rồi, Ấn Độ nè, Tích Lan nè, Miến nè, Thái Lan nè, Lào nè, Campuchia nè, Nhật nè, Trung Quốc nè, Triều Tiên nè, Đài Loan nè. Số các vị mà chứng thanh tịnh quả, tức là Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm á, nhiều lắm. Cư sĩ thôi, chứ không nói là tu sĩ đâu. Cái hàng tu sĩ thì ngoại lệ, sư gặp sư lại không là sư cũng dám nói. Hàng cư sĩ đó mà chứng những vào dòng thánh đó là nhiều, chứ không phải ít. Mà sư thấy cũng lạ là có nhiều vị cư sĩ nữ chứng A Na Hàm luôn, tức là chỉ còn có một kiếp tái sinh thôi. Ở Miến thì có ít nhất là sư gặp 13-14 vị cư sĩ người nam á. Cư sĩ thôi già cỡ chừng 70 tuổi. Chứng A Na Hàm có, chưa thấy chứng A-la-hán, nhưng mà A-na-hàm có, Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm có. Và trong đó Phật đã quy định, Phật đã nói rất rõ, nếu chứng Tư Đà Hoàn thì nó có cái gì biểu hiện, chẳng hạn như thần thông hay cái gì đấy, là đều Phật đều có nói rõ. Thế thì Bà La Môn hỏi chứ có bao nhiêu người cư sĩ mà chứng Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm? Đức Phật nói cả chục ngàn đến không thể. Nhưng theo cớ đó, vì Bà La Môn mới hỏi Đức Thế Tôn, cái bạch Ngài Cù Đàm. Người ta không gọi Đức Thế Tôn, người ta gọi Ngài Cù Đàm, bạch Ngài Cù Đàm, do chữ Gotama, Ngài Cù Đàm. Bạch Ngài Gotama, các vị đó tu tập như thế nào mà chứng A-la-hán, A-na-hàm, Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm? Đức Phật nói có 6 pháp. Trong Kinh Tăng Chi có 6 pháp để cho người cư sĩ chứng vào dòng thánh. Thứ nhất, có lòng tình tiến bất động nơi Phật, tin tuyệt đối. Phật bảo nhảy vô lửa cũng nhảy nữa, không có sợ. Còn bây giờ Phật kêu cạo đầu, có nhiều người còn không cạo nữa. Nó làm sao đó, anh thua gì? Nó miệng tin Phật mà Phật nói cạo đầu bỏ đi, bỏ tài sản, bỏ nhà cửa đi, đi theo Phật đi. Không, con còn mái tóc con chưa cạo được. Mái tóc còn chưa cạo được thì làm sao nói chuyện mà bỏ nhà bỏ cửa, chuyện hoang đường. Thứ nhất, có lòng tịnh tín bất động nơi Phật. Như thế nào là tịnh tín? Tức là tin trong sạch. Tin trong sạch là tin đúng đắn, tin theo chánh pháp. Biết rằng Phật là đã giác ngộ, biết rằng Phật là đấng đạo sư của thầy trời và người, là chỉ là cái vị chỉ đường cho mình đi thôi. Chứ Phật không phải là cái ông thần á, mà rồi nắm đầu mình vứt lên niết bàn, hay giục mình xuống dưới địa ngục. Nhiều lúc cái sư thấy thương Phật tử dễ sợ vậy đó. Phật tử Việt Nam, nhất là Phật tử Việt Nam, đi tới chùa lại xin cái này cái kia, là vô hình chung biến ông Phật thành ra ông thần. Xin là cho, tức là ông thần mới cho chứ còn ông Phật nào cho. Phật đâu có cho. Ông Phật không đem quý vị lên niết bàn được, mà cũng không vứt quý vị xuống địa ngục được. Tự mình đi thôi. Phật nói tự các ngươi làm các ngươi nhơ uế, tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh, ở trong Kinh Pháp Cú đó. Cho nên Phật tử Việt Nam để biến ông Phật thành ông thần. Tội nghiệp Phật tử Việt Nam dễ sợ, phải không? Đi đâu cũng lại đưa nải chuối. Rồi miền Bắc có nhiều chỗ còn có vịt quay, rồi heo quay cúng Phật để đó, sư gặp mà. Cúng xong rồi cái cắt ra nửa con gà, một nửa để lại cho chùa, để gọi cái gì cho mấy ông thầy sơi. Còn nửa đó thì là cái bằng lấy lọc đem về. Rượu nữa, rượu trắng để đó, rồi cũng chiên nửa đem về, nửa để lại. Đại khái nó như vậy. Tức là chúng ta đã biến ông Phật thành ông thần. Tại vì ông thần nó linh hơn. Thần Miễu nè, bà Chúa Xứ nè, Chúa Bà Đen nè, Núi Cấm nè. Ôi thôi, các ông thần không chứ có ông nào ông Phật đâu. Quý vị đi lên mấy chỗ đó coi, bà Chúa Xứ lên hỏi bà Chúa coi bà có phải là Phật không. Bà nói không, ta chỉ là thần thôi. Nhưng mà quý vị là Phật tử, quý vị làm gì khi quý vị quy y? Khi quý vị quy y nói gì? Con thề trọn đời quy y Phật. Không quy y thần thánh ngạ quỷ. Nhưng mà bây giờ phải sửa lại. Con thề trọn đời quy y Phật. Phép cái ngoại trừ bà Chúa Xứ, bà Chúa Núi Cấm, vân 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 vân, cho nó phù hợp. Tức là niềm tin chúng ta chưa có phải tịnh tín. Tin mà còn mê. Tin Phật đấy, nhưng mà mê nhiều lắm. Mê rằng là ông Phật cũng cho cái này cho cái kia. Đó là hoàn toàn mê, không có thanh tịnh. Tại sao chúng ta ưa làm vậy? Tại vì chúng ta theo cảm giác dục lạc nó quen rồi. Cái gì mà được á là tin dữ lắm. Đi lên bà Chúa Xứ xin cái, bỏ ra có 50.000, nó cho cái số, rồi về mua cái số trúng số cái. Ôi cha, bà Chúa linh lắm, đi đồn đùm beng hết à. 1 triệu người chỉ có người trúng thì cái người đồn rùm beng, mình 999.000 nó không trúng rồi nó làm thinh luôn, xấu hổ rồi quý em nói ra mắc cỡ. Thế thì chúng ta không có lòng tịnh tín. Tin mà tin không có tịnh tín tức là tin sai, tà kiến, thấy không? Bất động, có niềm tịnh tín bất động. Thế bất động có bất động không? Không. Lúc nắng lúc mưa, cái gì sáng nắng chiều mưa trưa hâm hâm. Có người nói sư cái đó, sáng nắng chiều mưa trưa hâm hâm, thay đổi hoài à. Khổ thì nhớ tới Phật Bà Quan Âm, lạy Phật Bà Quan Âm cứu con. Mà sướng cái quyền bén đi hết, kể cả đi chùa nó cũng không đi nữa. Bảo đi nói bữa nay con còn bận làm cái này, có rang cái kia kiếm tiền. Mà lúc nó khổ sư ơi sư cầu Phật giùm con, sư nào mà cầu Phật giùm mà cứu mấy cái bệnh đó. Nhân tiện đây sư kể cho quý vị nghe câu chuyện xảy ra đây nè. Cách đây chừng khoảng năm thôi, có gặp vợ chồng với hai đứa con nhỏ nhỏ chút chút, đâu 6-7 tuổi, 5-6 tuổi rồi đó. Nó lên đây nó trồng mấy cây đu đủ á. Cái giống đu đủ là giống của nó đó. Nó trồng 5-6 cây, sư cũng cho trồng nhiều, trồng 5-6 cây thôi. Rồi lớn rồi bây giờ lấy mấy cái hột tiếp tục trồng. Cái đu đủ ăn rất là ngọt. Lý do nó lên đây á là tại vì nó sắp chết. Bệnh viện trả lại cái bạch cầu nó xuống có 3.000 à. Bạch cầu là 150.000 là bình thường, nó rất xuống có 3.000 là bác sĩ nói chỉ còn 1 ngày 2 ngày là chết thôi, trả về nhà. Vợ chồng khóc quá trời, mời sư tới. Sư chỉ cho, sư quán chiếu, sư thấy đó là cái nghiệp chứ không phải là cái bệnh. Mẽ là cái nghiệp á, thì có thể gỡ được bằng cách là nó phải tự tâm sám hối, phải tự nó sám hối thôi, không ai giúp được nó hết. Sư chỉ cho nó cách hành trì, cách sám hối, cách thu nhiếp tâm như thế nào. Nó nghe lời. Trong 8 tháng nó cứ liên tục nó làm như vậy, sám hối rồi phóng sanh, rồi là thâu thúc thân. Nó làm cái phòng riêng, nó tu một mình á, chồng con đi ra ngoài, nó lo nó tu. Cứ 1 tháng nó đi khám, bác sĩ trở lại, bác sĩ bắt buộc phải đi khám đo. Tháng đầu tiên nó lên 30.000, từ 3.000 lên 30.000 tháng đầu tiên. Tức là tối ngày chỉ có sám hối, rồi là thâu nhiếp lục căn, rồi xả, buông xả, rồi ngồi thiền, quán chiếu cho vận hành cơ thể, máu huyết nó lưu thông. Tháng thứ nhì lên 60.000, tháng thứ ba lên 90.000, tháng thứ tư lên 100.000, tháng thứ năm trúng ngày Tết nó lên 105.000. Vợ chồng á, thấy 105.000 mừng lắm. Tết nữa dẫn đi cái gì bà nà gì đó không biết nữa hả, bà nà hưu mà sư cũng chẳng biết đâu. Nó khoe gửi hình về, sư phụ tụi con đi đây. Nó đi bà nà mà sư nói rồi, hãy ham vui á là cái tâm nó bị động. Mà cái tâm nó bị động á là không ai cứu được lần thứ nhì đâu. Mình tu thiền để cho cái tâm nó lắng động, nó không có phiền não, nó không có động, không có thấp, không có cao nữa. Cảnh giới của nó, cảnh giới gần niết bàn á, thì mới sống sót. Mấy tháng đầu á, nó chăm chú, rồi tới lên 105.000 á, nhảy tưng tưng lên, dẫn chồng hai đứa con đi ra ngoài Bà Nà, rồi ăn uống, rồi lung tung nhảy múa đủ các thứ. Sư nói rồi xong, cả nó được. Sư đã nhắn tin, sư nói thôi khỏi gặp sư nữa. Đi chơi Bà Nà xong về được đâu 1 tháng, chồng nó gửi cái hình có cái quan tài, nói sư ông xuống cầu nguyện giùm. Xuống đứng nhìn quan tài, thấy đứa con nó nhỏ chút xíu, con trai, nó nhảy tưng tưng, nó chơi, nó đâu có biết mẹ chết, nó cứ nghĩ là bình thường, rất là, nó hoan hỉ lắm, nó không có gì hết. Sư gõ quan tài, sư nói không biết con ngu hay là thằng chồng con nó ngu. Nếu thằng chồng con thiệt tình mà nó thương con đó, thì nó có trí tuệ, nó phải khuyên con vợ đang trên đà tiến 105.000 phải cố vượt qua 150.000 thì mới sống sót. Dưới 150.000 là không có hy vọng. Mà chỉ còn bao lâu? Đã vượt qua tới cái mức đó rồi, giỏi lắm 3-4 tháng nữa là sẽ tới 150.000 thôi. Tại vì khúc trên nó rất là chậm, chứ nó không phải là như cái dưới mình tăng lên 30 lên 60. Cái kia có nhiều khi một tháng nó chỉ lên có 5.000 hay 10.000 thôi, tại vì cái mức độ lớn mà 100.000 mà lên rất là chậm. Phải cố gắng nhiếp tâm, không có vui quá, không buồn quá, tu tập thiền liên tục. Nó không nghe, rồi xuống tới nơi sư gõ quan tài, sư chỉ nói có một câu là không biết con ngu hay chồng con ngu, nhưng mà thôi con đi cho nó an vui, ngu hay khôn gì nó cũng đi giống nhau à. Điều đó nói cho biết là cái gì? Pháp Phật là vi diệu, điều chỉnh được thân và tâm. Nhưng mà chúng ta phải biết cách hành trì, và chúng ta phải hành trì miên mật, chứ không phải chúng ta nó giống như là buồn thôi không làm nữa, hay làm 15 phút rồi thôi không làm nữa, nó không có hiệu quả. Nấu nước sôi á, bài học nấu nước sôi á, quý vị để lên cái lò lửa, cái bếp, rồi quý vị 5 phút cái quý vị lại đem xuống. Pháp Phật là công thức rất là khoa học, không có mê tín dị đoan, hướng dẫn từng bước để tới chỗ thanh tịnh. Mà nếu ta làm đúng thì ta có lợi lạc, còn nếu ta làm đúng thì không đúng thì không có lợi lạc. Cho nên tin Phật mà có niềm tin bất động là như vậy, chứ không phải tin là có Đức Phật Thích Ca rồi cứ lạy Đức Phật cho cái này kia, cái đó là tà kiến. Tin rằng Đức Phật là thầy của trời và người, tin rằng cái phương pháp mà Phật dạy đưa tới sự giải thoát rốt ráo, thân và tâm đều được an, không ràng buộc. Mình phải tin vậy để mình thực hành. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi phải tin vào mình nữa. Tức là đứng trên đôi chân mà đi. Đức Phật dạy hãy tự thắt bước mà đi, nương vào giáo pháp của Ngài để thực hành, nhưng mà vẫn phải đi trên đôi chân mình. Không thể nào cầu nguyện, không thể nào ỷ lại có Phật bên con rồi con yên tâm, chết con về với Phật chứ về với ai. Con ký hợp đồng với Phật rồi Phật đâu có thể nào bỏ con được. Điều đó là tà kiến. Điều đó là tà kiến. Cho nên tu tập thì phải hiểu rất rõ, có lòng tịnh tín bất động nơi Phật, tức là điều đó không thối chuyển, không ai lay chuyển được, và cái niềm tin trong sạch, chứ không phải tà kiến. Có lòng tịnh tín bất động nơi Pháp, đó là điều thứ nhì. Có lòng tịnh tín bất động nơi Tăng là điều thứ ba. Điều thứ tư, có lòng tịnh tín bất động nơi giới. Giới rất quan trọng, tại vì giới là nền tảng cho vấn đề tu học. Quý vị đừng sợ nghèo. Kinh nghiệm của sư mấy chục năm nay rồi, sư thấy có nhiều đệ tử của sư nó gần phá sản rồi, làm ăn bê bối, chuyên môn nói láo này kia đủ các thứ. Sư nói giờ đâu lại đi, làm cho đàng hoàng đi, thay đổi tâm ăn năn sám hối, rồi làm cho nghiêm túc. Ông lâu 4-5 năm sau thấy nó cả 2-3 chiếc xe BMW chạy ào đủ các thứ, nhà cửa tùm lum, cất cái nhà lên 15-16 tỷ. Tại sao? Tại vì vào thời Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp, chư thiên được lợi lạc, và chư thiên nó được lợi lạc cho nên các ngài mới hứa với Phật. Mà chư thiên hứa là làm thôi. Nơi nào có người tu tập chánh pháp, chúng con đến hộ trì. Tức là nếu chúng ta tu theo chánh pháp của Phật, chư thiên xuống hộ trì. Mà nếu chư thiên đi kiếm tiền cho quý vị thì tiền cỡ nào? Đừng sợ không có tiền, sợ mình làm sai, hay sợ mình tu tầm bậy, tu tà kiến. Chứ còn mình tu đàng hoàng, chư thiên sẽ hộ trì cho mình đi tới nơi tới chốn, không ai hãm hại được. Và cuối cùng mình cũng sẽ được giải thoát, tại vì chư thiên hứa là chư thiên làm. Hồi thời Đức Phật cũng vậy. Hồi mà mới thuyết pháp, 4.000 mấy trăm người, gần 5.000 người ngồi đầy ra hết nghe Đức Phật thuyết. Ngài A Nan tới nói bạch Đức Thế Tôn, gạo đâu mà nuôi nó nổi, 4-5.000 người mà tăng chứng nữa, cả hàng ngàn nữa, gạo đâu mà nuôi nổi, điều này chắc chết. Đức Phật cười, nó yên tâm đi, để đấy. Rồi quả thực cũng có đại gia đem tới này kia. Tại sao đại gia đem tới? Chư thiên khiến người ta, chư thiên khiến người này tới, người kia tới để giúp cho cái đạo tràng. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là chúng ta tu cho đàng hoàng, cái gì cũng có hết. Mà nếu chúng ta không tu đàng hoàng thì là chỉ danh tự, bề ngoài hào nhoáng này kia vậy thôi, trong nó không có gì hết và không có được lợi lạc. Điều thứ tư ở trong Kinh Tăng Chi nói có lòng tịnh tiến bất động nơi giới, tức là tin vào giới và hành trì một cách thanh tịnh, chứ không phải con giữ giới này rồi con được cái kia, không có trả giá, không có giá trả gì trong này đó. Không sát sanh là không sát sanh, không trộm cắp là không trộm cắp. Giữ giới cho nghiêm trì, giữ giới thanh tịnh, mà không có nhu cầu, không đòi hỏi cái gì hết đó. Nên con giữ giới cho Phật, Phật cho con này những kia, không có. Cái đó là sai, tà kiến. Con giữ giới vì con biết đó là sự giải thoát. Có lòng tịnh tín nơi sự giải thoát, tức là tin rằng có sự giải thoát, nếu tu thì sẽ tới. Và cuối cùng là có lòng tịnh tín nơi tuệ giải thoát. Cho nên nó trong cái ngũ lực ấy, quý vị thấy có cái tuệ đó: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Phải có tuệ mới có giải thoát được, không tuệ sẽ không biết giải thoát như thế nào. Thế thì trong cái tín ấy, nó có 4 cái chi phần: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin bất thối chuyển. Và có một cái tin nơi mình nữa, tin rằng đứng trên đôi chân mình mà đi theo chánh pháp là mình sẽ thành tựu. Phải tin như vậy, không có thối chuyển thì mới thành tựu. Tánh, tức là tinh tấn, mà cẩn thận tà tinh tấn nha. Tà tinh tấn là đi theo đường sai. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là gì? Tất cả những cái pháp nào đưa tới cảm xúc dục lạc đều phải loại trừ. Chưa có thì đừng cho nó sanh, có rồi thì chặt bỏ. Pháp cảm xúc là gì? Ăn nè, ngủ nè, là hai cái pháp cảm xúc mạnh lắm. Ăn, mà ăn đồ ngon nó sướng lắm, không? Rồi ngủ cũng vậy, nằm ngủ nó mê man luôn, ngủ như chết, khoái quá mà. Đó là chưa nói có nhiều người á, còn âm thanh nữa, có nhiều người thích nghe cái loại âm thanh này, âm thanh kia, không? Thỉnh thoảng cũng có nhiều người lén mở cái này ra nghe, người mở kia nghe. Tất cả những cái âm thanh đó là đều ảnh hưởng, nó tạo ra làn sóng mà, âm thanh là sóng, và đều ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta. 80% cơ thể chúng ta là nước, mà khoa học đã chứng minh nếu đưa cái làn sóng âm thanh qua nước, bên Nhật ta đã chứng minh rồi. Mà nếu cái âm thanh đó là âm thanh tụng kinh êm ấm êm thôi, thì lập tức nó kết tinh rất là trong suốt. Mà nếu đưa qua những cái bản nhạc này kia bạo động thì cái nước nó kết tinh rất là xấu. Nước nó cảm ứng mà, nó kết tinh khác. Mà cơ thể chúng ta 80% là nước, cho nên chúng ta chịu những cái sự dao động từ bên ngoài, âm thanh đó, tiếng chó nè, tiếng âm thanh ca nhạc nè, tiếng gió nè, tiếng kẽn nè, tất cả đều có ảnh hưởng tới chúng ta hết. Cho nên đối với môi trường, mà nếu chúng ta thấy những môi trường nào mà nó lúc mới tu mà thấy nó khó khăn quá, khó chịu quá, bỏ đi, đi chỗ khác. Mình chưa có đủ sức đương đầu với nó. Còn nếu tu lâu rồi thì không nghe không phiền não. Còn giờ đó không tập trung được, thí dụ nó đang ca hát ở mầm này, mới tu đó, làm sao tập trung được. Ngồi thiền thấy cái lỗ tai đầy hết, làm sao mà tập trung được. Người tu lâu rồi đó, họ thuần thục rồi thì họ khóa cái lỗ tai lại, chỉ quán bên trong thôi, không nghe gì hết. Cho nên tinh tấn là tinh tấn trên cái nội soi, chứ không phải tinh tấn bên ngoài. Không phải là các pháp thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Nghe nói vậy cái là đi cúng 10 chùa, rồi đem tiền đi bố thí cho người nghèo, rồi là tổ chức trai tăng, cúng dường chư tăng. Đó là ngoại pháp không à. Ngoại pháp là phước hữu lậu. Có phước á, nhưng mà phước hữu lậu, nó không có ăn thua gì hết. Phải nội soi, tức là soi vào bên trong tâm mình nó đang sanh cái gì. Và nếu mình thấy được cái đấy thì mình mới giải quyết được vấn đề gốc rễ là sanh tử luân hồi. Cho nên niệm, tánh là như vậy đó. Tánh là nhìn bên trong và luôn luôn tinh tấn, không ngừng nghỉ, tăng thêm nữa, liên miên mật. Mà hễ có tánh đó thì là có định. Tại vì càng tánh thì nó soi sáng cái tâm, nó định. Mà định với tánh nó như chân trái chân mạch, nó phản ứng nhau. Định nhiều thì không tánh nổi, định nhiều cái nó thích nó ngồi chỗ, nó không có đi tới. Mà đi nhiều á thì lại không định, tức là cứ chạy nhanh quá. Tâm mình á là quan sát thấy tất cả các hiện tượng sinh ra ở trong nội tâm, sanh diệt đều nhận biết hết, mà nó nhanh quá thì sẽ không định được. Tại vì định là đứng, tánh là đi vừa đứng à. Cho nên á, cái nghệ thuật tu là giữ quân bình, có nghĩa là một chân định rồi một chân tánh rồi một chân định, cứ như vậy liên tục, không thể định hết mà không thể tánh hết. Định rồi xả cái định, tánh, tánh rồi xả cái tánh, định, cứ như vậy liên tục. Trong cái khóa này quý vị sẽ học về cái phép xả từ từ, bây giờ chỉ giới thiệu sơ sơ thôi. Nên giới thiệu á, mai có nhiều người trốn về luôn. Mình phải giới thiệu cứ bằng cái gì? Tiếp thị, nói cho nó nghe hấp dẫn để nó đừng có đi đâu hết. Tánh và định là hai cái phản ứng ngược với nhau. Hãy tánh nhiều, tinh tánh nhiều thì nó làm sao nó không có định, mà định nhiều thì đâm trì trệ, nó không có tinh tánh, nó không chịu đi tới. Cho nên phải cái nghệ thuật của người tu là giữ quân bình hai cái, bước một cái định, bước một cái tánh, bước một cái định, bước một cái tánh như trên trái trên mặt, nó cứ đều đều như vậy đi tới thì nó mới thành tựu. Tinh tánh tới một mức rồi sau đó chúng ta phải quán trở lại, chúng ta định, định là chúng ta mới tinh tánh nữa, cứ như vậy thì nó mới hài hòa. Có nhiều vị tu cả chục năm rất là tinh tánh mà sau này phát điên, tại vì tinh tánh mà không có định, lăng xăng quá à. chạy tới riết rồi cái nó chịu áp lực không nổi, phát điên. Mà thường thường người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma đó, chứ không phải tẩu hỏa nhập ma gì đó, không có cái thiền nào mà đưa tới tẩu hỏa nhập ma đó, tại mình không biết cách làm thôi, tinh tấn quá. Đó cũng là trường hợp của một đại thiền sư Việt Nam rớt vào trong cái cảnh đấy, tinh tấn quá, năng nổ quá, muốn cho nó giải quyết sinh tử mà buông cái định, không có chịu thực hiện cái định. Rồi rốt cuộc á, phải nhờ cái bà cư sĩ ở bên Miến á, bà chỉ cho. Rồi ngài á, nương theo đó ngài thực hành được năm ngài đắc thiền. Cho nên giờ đó ngài trở thành vị đại thiền sư nổi tiếng của Việt Nam ở bên nước ngoài. Ngài khắc cái bức tượng của cái bà đó bằng đồng á, lớn lắm, để ngay cái thiền viện, ngay trước cửa ai đi vào đều thấy cái tượng của bà, vị cư sĩ. Và ngài giới thiệu mọi người, đây là thầy tôi đó. Tôi tưởng chết rồi, tại vì tinh tấn quá mà không có định. Cho nên định đó, nó mới giữ lại cái thế quân bình. Nghệ thuật của người tu làm sao giữ được quân bình giữa tánh và định, tánh một chút rồi định một chút rồi tánh một chút, định một chút, cứ như vậy hoài thì nó thành tựu trên trái trên mặt đó. Mà định đó, nó cũng có cái tà định nữa, chứ không phải là chánh định đâu. Chánh định là gì? Chánh định là phải phát sinh ra tuệ, định nó phải có tuệ. Tức là nếu tôi ngồi thiền, tôi đã trong định 8 tiếng hồ ngồi, đồng ý là định, nhưng mà tôi phải nhận biết tất cả những gì đang xảy ra xung quanh tôi, những gì xảy ra trong cơ thể tôi đều phải biết. Khó chịu, thở, tức ngực, ngứa ngáy tôi đều phải biết. Và những gì xảy ra xung quanh, tiếng ca, tiếng hát, tiếng đờn tôi đều biết, nhưng mà tôi không chạy theo những cái đó thôi. Trong nội tâm cũng vậy, khó chịu, bực bội, hay là lâu lâu nó trồi lên hình ảnh thương ghét, buồn vui với đối tượng nào đó, biết nhưng mà không chạy theo, không dính mắc. Nội cũng như ngoại, sắc pháp, sắc nội, sắc ngoại đều không dính mắc thì mới gọi là định. Mà nếu không làm được như vậy là tà định. Tà định là sao? Ngồi một hồi á, thấy tưởng chừng như mình vứt được hết rồi, nó nhẹ quá, không có cảm giác gì, sướng quá, hay là không lo lắng, không phiền não, nhưng mà đó tà định. Tại vì không thấy được các cái sắc pháp bên ngoài đang chuyển động, sắc pháp nội tâm, tức là nội sắc cũng không thấy nữa, nó trồi lên lúc nào không biết. Rồi tâm đi lang thang khắp mọi nơi, đâu có phải ngồi ngay tại đó, cái thân ngồi đó mà cái tâm nó đi chợ Bến Thành nữa, đi Hạ Long. Cho nên khi nó đi phải biết nó đi, khi nó buồn biết nó buồn. Mà nếu mở mắt ra thấy cái bông cái hoa là nhận biết liền, tôi đang thích. Có nhiều người nói như thế này: Phật dạy là thâu nhiếp 5 căn. Rồi có nhiều người lại nghe như vậy hiểu lầm, nói thâu nhiếp 5 căn là đóng mắt, đóng tai, đóng mũi lại. Điều đó là sai lầm, điều đó là tà kiến, mà điều đó dẫn tới tà định. Tại sao vậy? Đóng mắt lại giống như người mù, phải không? Giống như người mù. Thế người mù làm sao có định? Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi cũng có, Kinh Tương ưng cũng có, nhiều đoạn lắm. Đức Phật nói rất rõ như thế này: vấn đề ở đây không phải là chúng ta đóng tai, đóng mắt, đóng mũi, mà đóng những sự cảm xúc, phản ứng cảm xúc nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Hai cái đó khác nhau. Tức là nó đến vẫn biết đến, sống nó đến biết, tránh đen biết, nhưng mà cái tâm của chúng ta khởi lên cái thương cái ghét cái đó, chấm dứt thương ghét, chứ mà chấm dứt cái sự đụng chạm. Nó đụng chạm là nó đụng chạm thôi. Mắt mở ra là phải thấy, tai nghe là phải thấy, nghe nó vào âm thanh, nó có cái lông sóng đó mà. Nhưng mà đều tạo nên những sự phản ứng theo thói quen, chúng ta đều phản ứng. Mà nay Đức Phật nói thâu nhiếp là gì? Đừng phản ứng nữa. Tại vì nếu có phản ứng là có thọ mới có phản ứng, thọ nhận đó là mình mới phản ứng. Còn nếu mình không thọ thì mình đâu có phản ứng. Giải thích cho quý vị rõ như thế này: vào thời Đức Phật có ông Bà La Môn đi theo Đức Phật trẻ, ông rửa xả Đức Phật từ sáng tới chiều. Rồi ông hỏi: này ông Cù Đàm, bộ ông biết là sao vậy? Ngon lành vậy đó, nói Phật, bộ ông biết là sao vậy? Nói, sáng giờ tôi nói ông nghe. Đức Phật nói: ta có nghe chứ. Nói: sao ông trả lời? Đức Phật nói: này hiền giả, nếu như nhà ngươi có món quà, nhà ngươi cho người nào đó, mà nếu người đó không nhận thì món quà thuộc về ai? Người Bà La Môn nói: dĩ nhiên tôi cho mà không ai nhận thì món quà thuộc về tôi. Đức Phật nói: cũng như thế, cũng như thế. Những điều từ sáng giờ nhà ngươi nói mà ta không thọ nhận thì nó thuộc về nhà ngươi. Ở chân lý đó. Nếu ai có mắng chửi, quý vị chỉ nói: tôi không thọ nhận thì đâu phải của tôi, phải không? Nhưng mà nói về thôi. Mấy ông đừng bắt chước. Về nhà nói với bà: tôi nghe, tôi trả lại bà đó, bà đốt nhà đó. Mấy bà cũng vậy, đừng bắt chước nha. Nó gặp mấy ông đấy, ông nói ông nghe, tôi không nghe, tôi trả lại ông đó. Sư Minh Tâm nói vậy đó, ông xách dầu lửa ông đốt nhà luôn. Phải biết lúc nào nói như thế nào, phải không? Nhưng mà đại khái là nếu mình không thọ nhận thì mình không có khổ. Không thọ nhận không có vấn đề gì hết. Thế thì cái định đó là có tà định ở trong. Tín, tánh, định. Định với tánh hai cái chọi với nhau. Cho nên đó, cái này nó cân đối với cái kia. Đi một bước định thì bước thứ nhì phải đi tánh. Hai cái nó phải song song với nhau, hài hòa, nó bổ túc lẫn nhau. Niệm. Niệm á, lúc nào niệm á, Đức Phật nói là trọng điểm. Tại vì có niệm thì mình biết chính xác mình đang làm cái gì, biết mình không có hồ đồ. Cho nên mình biết lúc nào nó định, mình biết lúc nào nó tánh, tánh định mình cho hài hòa. Thế thì còn tín. Tín với tuệ, hai cái nó chọi nhau. Tuệ là trí tuệ, tín là niềm tin. Tín mà không có tuệ thì là tin mù, quáng, là tà kiến. Tức là tín mà tà tín. Đấy, tà tín. Tà tín là gì? Thí dụ nè, chánh tín hồi nãy sư nói rồi, bây giờ tà tín nè, sư nói thí dụ kìa. Thí dụ quý vị tin là ông Phật cho quý vị cái này cái kia, đó tà tín đó. Lên cứ lạy Phật, lạy hết, bệnh nó không thèm uống thuốc mà cứ lên lạy Phật. Nói: Phật ơi, con bị nhức đầu quá, Phật cứu con đau bụng quá, Phật cứu con. Phật ở đâu rảnh mà cứ tối ngày nhức đầu đau bụng đó, rồi cũng lo cho mình. Mình là cái gì dữ vậy? Mà ông Phật ông rảnh ông đi ông lo cho mình chuyện đó. Mà nhiều người vậy đó, Phật ơi con khổ quá à, con đau bụng quá, con nhức đầu quá. Tức là tà. Mà hễ có tà kiến thì nó dính líu tới đủ mọi thứ đó nè. Tà định, tà tín. Tín sai đó là tà tín đó. Cho nên phải cần có tuệ. Tuệ nó làm cho sáng cái tín. Tin mà tin đúng đắn, tin rằng Phật là đạo sư của trời và người, Ngài đã giác ngộ, Ngài đã tìm ra con đường, và con đường đó là con đường Ngài chỉ cho chúng sanh thoát khổ. Phải tin như vậy mới gọi là chánh tín. Còn tin rằng á, chỉ cần á, quy Phật thôi là trước sau gì con cũng thoát khổ, thì cái điều đó là sai. Có nhiều vị thầy sư thấy còn giảng này, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, quy Tam Bảo rồi thì đời đời sẽ được Phật bảo hộ, rồi là thế nào sanh ra cũng được làm người, không bao giờ mà sanh làm cầm thú. Sư ngạc nhiên dễ sợ, tại vì không hiểu ông căn cứ nơi đâu. Niềm tin tịnh tín tức là tin có trí tuệ, hiểu không? Thế thì cái niềm tin ấy giống như ánh sáng, nó làm cho cái tín á, nó phải có tuệ. Tuệ nó là ánh sáng, và cái tín á, nó làm cho vững mạnh hơn. Nếu tín mà không có tuệ thì là tà tín. Phật cho cái này, Phật cho cái kia. Cho nên trong cái tín nó có, ngoài cái ba cái tin Phật Pháp Tăng, nó còn có một cái nữa là tin về chính mình. Phải tin rằng là mình làm được, và phải tin rằng là trong kiếp này con làm được Phật ơi. Phải tin như vậy mới được. Còn không có nói thôi kiếp này con khổ quá, vợ chồng con cái đầy hết rồi, con tu không nổi. Tối đêm nay 10 giờ nếu ông Thành chết, ông lại ông gõ cửa. Ông nói cô ơi cô đi theo tôi, lâu quá mình không có gặp, thôi đi chơi đi. 10 giờ té nó đùng xuống chết. Lúc bấy giờ nói gì? Nói cái gì? Chồng nào, con nào, nhà nào, cửa nào. Mà không có hiểu điều đó, tức là tà tín. Phải thấy rất rõ. Cho nên tuệ nó đi ngược lại với tín. Tuệ nó làm cho tín sáng soi, không có tà tín, không có tin mù. Xin lỗi, tin mù tức là mù quáng. Cái gì cũng tin đó, bà chúa xứ, rồi chúa bà đen. Rồi có nhiều ông bây giờ là thấy ta đau cầm cái chai nước rồi khoáng gì đó đưa nó uống nó hết bệnh. Nhiều người tin lắm. Thế tất cả những cái đó là tà tín, vì không có tuệ. Cho nên hai cặp nè, tánh và định, nó như chân trái trên mặt. Tuệ và tín như chân trái trên mặt. Tuệ nó làm cho cái tín vững mạnh, và cái tín nó làm cho tuệ tăng trưởng. Tất cả những cái này đều phải dính mắc tới cái chánh niệm. Cái niệm đi đứng nằm ngồi đều biết, trong từng sát na đều biết. Và chính cái niệm này nó làm cho cái tín, cái tuệ, cái niệm, cái định, cái tánh, cái định tăng trưởng. Vì nó có chánh niệm mà, lúc nào nó cũng biết, nhấc chân lên đều biết, thở ra đều biết, thở vào đều biết. Lâu ngày nó thuần thục. Sư nói cho quý vị nghe nè, thở ra thở vào Đức Phật nói rất rõ, chỉ là phương tiện để cho quý vị định thôi, chứ không phải cứ ngồi thiền là thở ra thở vào mà thành Phật đâu, không bao giờ. Thành cái bong bóng này có, nó cứ thở ra thở vào à. Nó phải có tuệ phát sinh. Cho nên đau chỗ nào biết đau, rồi sau cái đau là cái tâm sân. Tâm sân nó sân, tâm sân nó diệt. Cứ theo dõi nó tới một lúc, thấy nó sân diệt tới một lúc rồi chán nó quá, cái gì nó cũng sân diệt hết. Thân này nó cũng sân diệt. Mãi nhàm chán mới ly tham mới đoạn diệt được. Hễ có nhàm chán thì ly tham đoạn diệt. Còn ưa thích thì còn dính mắc, còn thủ đắc. Hễ mà ái thì thủ hữu, cứ như vậy tiếp tục tái sanh. Cho nên chìa khóa ở đây nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Mà cái chữ Bà Vana đó, hồi xưa đó ông Rice, ông người Anh, ông đi sang Ấn Độ, rồi ông hỏi mấy ông thiền sư ngoài đó, cái chữ đó là nghĩa gì Bà Vana? Thì mấy ông sư đâu có nói được tiếng Anh, cho nên ông làm gì nè, cái ông viết lại từ điển Phật học. Ông ấy Bhavana bằng thiền. Cái điều như này đâu phải, Bhavana là phát triển, mà phát triển thì không nhất thiết phải ngồi, đi cũng phát triển, đứng phát triển, nhìn cũng phát triển, ăn cũng phát triển. Thiền ăn, thiền ngủ, thiền ngồi. Sư ở trong đó sư nói không có, dường như không thiếu cái gì đó. Thiền ăn, thiền ngủ, thiền đứng, thiền đi, thiền ngồi, thiền toilet, thiền tắm, thiền lái xe, thiền nấu cơm. Quý vị còn có cần cái thiền gì nữa nói sư nghe, sư viết tiếp. Có một cô đệ tử ở dưới Vĩnh Long á, cô đọc cái quyển đó xong rồi cô hỏi sư chứ, sư ơi có cái thiền làm tình không? Sư nói đúng là con ma rồi, đúng là con ma rồi. Muốn làm người không muốn, muốn làm ma, muốn làm quỷ, thấy không? Tức là tà kiến đấy, một chút xíu thôi thấy tà kiến. Thế thì tất cả ở đây, nếu chúng ta có chánh niệm, trong từng sát na ta đều biết thân thọ tâm pháp. Cái thân di chuyển, các bắp thịt nó di chuyển, cái tâm nó di chuyển à, trong ngoài. Rồi cảm thọ của mình, thọ lạc, thọ khổ, lạc sanh, lạc diệt đều nhận biết hết. Rồi các cái pháp, phiền não nó có mặt, phiền não không có mặt đều nhận biết. Là thân thọ tâm pháp ngay ở trong đây chứ đâu. Mà hễ Đức Phật dạy rất rõ, khi thân thọ tâm pháp đều trong sáng thì lúc bấy giờ chính là Phật. Không còn tham sân si phiền não nữa thì chính là Phật. Phật ở trong ta. Khi Đức Thế Tôn chứng đắc, Ngài nói một câu mà tất cả kinh sách nào cũng đều chép lại hết. Đức Phật nói, có một điều ta chứng đắc rồi, ta thấy mà ta nói chúng sanh không có tin đâu. Đó là gì? Đức Phật nó giống như nước á. Từ bản chất của nước là trong, là sạch. Nhưng mà chúng sanh á, nó đem bùn, đem sình, đem màu, đem các thứ nó đổ vào trong nước á, thành thử thấy nó dơ. Chứ bản chất của nước vốn là trong. Thế thì cái điều bây giờ rất là đơn giản, dùng cái hệ thống lọc hay kỹ thuật lọc á, lọc nước lại thì nước nó trong lại thôi. Lọc những cái đồ tạp chất dơ vứt ra. Tạp chất đó là gì? Thương ghét, buồn vui, hơn thua, được mất. Nó vứt vào trong cái tâm trong sáng của mình, làm cho mình bị nhơ ấy. Thì giờ mình lựa mấy cái đó mình dục ra, tức là lọc, thì nó vứt ra thì nó trong sáng trở lại. Tiến trình ngồi thiền là một cái tiến trình, một cái kỹ thuật để thanh lọc, nhưng không phải là tuyệt đối. Sự phát triển của chánh niệm 24 tiếng đồng hồ đi đứng nằm ngồi, chứ không phải chỉ có ngồi thiền. Ngồi thiền là một kỹ thuật để lọc cái tâm từ cái chỗ dơ, bản chất của nó là sạch, mà mình cứ vứt buồn, vui, thương, ghét, tham, muốn, hờn, giận đủ các thứ vào. Thế thì bây giờ mình phải vứt ra, tức là lọc nó đi, giống như cái máy lọc thôi. Ngồi thiền là cái máy lọc, làm cho cái tâm nó sạch. Nhưng mà có những giờ nó lọc, còn những giờ nó không lọc thì sao? Cho nên đi phải biết ta đi, đứng ta phải biết ta đứng. Cho nên Đức Phật nói, bất chấp trong bất cứ cái poster nào, bất cứ cái vị trí nào, đi đứng nằm ngồi đều phải trong chánh niệm thì nó mới lọc được hết. Không thể sơ sẩy. Chỉ khi nào mà ngủ quên rồi thôi, còn nằm trên giường mà chưa kịp ngủ thì cũng phải trong chánh niệm, phải nhận biết rất rõ tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, không? Hay là nhiều lúc lại nhớ tới người yêu, tôi đang nhớ tới người yêu, hoặc là nhớ tới chủ nợ, tôi đang nhớ tới chủ nợ. Bây giờ tôi tu ở đây, mai mốt tôi về nhà nó đòi tôi làm sao, vân 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 vân, là phải biết liền. Biết là cái đó nó phát sinh, còn nếu không biết là tà tinh tấn. Nếu biết là chánh tinh tấn, nó có chút xíu đó thôi. Cho nên cái vấn đề phát triển Bhavana đó có nghĩa là chánh niệm phát triển trong 24 tiếng hồ. Còn thức, còn ăn, còn ngủ đều phải biết hết. Từ cái đi toilet, từ cái nhìn đều phải biết, đừng có buông lời. Đức Phật dạy như thế này, nó chỉ có hai pháp, thiện và bất thiện. Chỗ nào mà có pháp thiện thì không có pháp bất thiện. Còn nếu mà chúng ta để cái tâm chúng ta trống, lập tức pháp bất thiện nó chen vào. Và Đức Phật nó có điều lạ, Pháp thiện không thể nào chen vào được. Pháp thiện thì phải lựa nó mới chen vào. Tức là mình lựa bông, lựa hoa mình trồng, lựa gạo mình trồng, còn cỏ là để tự nhiên nó mọc à. Cho nên Đức Phật nói cái tâm của chúng ta nó giống như đất mà gặp cỏ, cỏ nó gặp đất là nó mọc lên thôi, khỏi cần trồng nó cũng mọc. Nhưng mà muốn trồng hoa thì phải trồng, muốn trồng lúa thì phải trồng, muốn trồng cây ăn trái là phải trồng. Cây lúa ăn trái, những thứ đó Đức Phật gọi là pháp thiện, thứ đó mình phải trồng. Còn cái pháp bất thiện, cái tâm mình nó hấp dẫn lắm, thả ra cái là nó cỏ mọc hết à. Tức là mình thấy mình ưa, thương, ghét, buồn, vui, cảm xúc, dục lạc đều có nảy sinh trong đấy. Nó tự nhiên vậy đó, cái tâm mình nó vậy đó. Thế thì nói tóm tắt lại, từ cái chỗ chúng ta trong sáng mà chúng ta đã vứt các cái tạp chất vào để cho nó dơ, thì bây giờ chúng ta phải thải nó ra. Mà thải ra nó phải có quy trình, có cái công nghệ, kỹ thuật để mà lọc nước, phải không? Thì chúng ta phải áp dụng công nghệ đó. Đôi khi công nghệ nó đau đớn lắm, nó ngồi đau, rất đau. Nhưng mà thử tưởng tượng đi, 30, 40, 50 năm nay quý vị vứt toàn đồ rác vào cái tâm, mà bây giờ ngồi 1 năm mà nó liên tục nó đau mà nó thanh lọc được là phước lớn vô cùng. 50 năm bỏ rác vào, bây giờ chỉ có 6 tháng mà nó làm sạch được, là cái máy này quá tốt á, máy lọc nước này quá tốt, phải không? Người ta vứt 50 năm, 30 năm toàn rác không à, toàn đồ tạp chất, đạm đồ độc dược. Rồi bây giờ mình chỉ có 6 tháng mà mình lọc được là máy này quá tốt. Mà muốn như vậy luôn luôn phải có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi chánh niệm. Ở đây á, nó dễ cho quý vị sư mời quảng cáo, nhưng mà tại không gian, thời gian với lại sư khó tánh lắm. Hãy dòm thấy đi lung tung cái sư gọi lại, sư nói đi vậy đâu phải chánh niệm. Còn quý vị về nhà đó, ai dám nói quý vị là vua mà, ở trong gia đình, phải không? Bà xã là xếp rê, đi lăng nhăng ông bà đâu dám nói à. Cho nên á, dễ phạm. Sư nói vậy không có nghĩa là quý vị cố ở đây đâu. Sư còn một vài tháng nữa sư cũng đi nhập thất, sư đâu có ở đây làm chi nữa à, yên tâm đi à. Nhưng mà luôn luôn nên nhớ, luôn luôn nên nhớ chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, không bỏ à, không bỏ chánh niệm. Chánh niệm là cốt lõi. Còn 4 cái cặp kia nó cân đối với nhau, tánh với định, tuệ với tín, nó đi song song với nhau. Và khi mình có niềm tin thì mình phải có tuệ nữa, đừng có tin mù. Tánh cũng vậy, nhanh quá thì phải định lại, định rồi đi nữa, chứ đừng có năng nổ. Giống như cái vị đại thiền sư kia đó, siêng lắm, tối ngày thiền miên mật, nó tinh tấn quá mà nó không định nổi, rốt cuộc gần như là phát điên. Mà nếu không may mà không có duyên cơ mà không gặp được cái vị ở bên Miến, cái vị cư sĩ đó mà chứng A-la-hán rồi, mà nếu không gặp được bà đó, bà không chỉ thì chắc là điên. Ông cũng nói là ở trong cái tình trạng cùng cực rồi, nó gần như nó bùng vỡ, phá hết, muốn điên luôn, chỉ còn nước chở đi nhà thương điên thôi à. Nhưng mà khi gặp được cái vị cư sĩ mà chứng A-la-hán rồi đó, bà chỉ, bà nói từ từ, thế này. Sư giờ chưa nói đâu, tại sư nói rồi quý vị bỏ về hết rồi ở đây à, để cho bà nói vậy đó. Và ông thực hành à, có mấy tháng thôi ông đắc thiền rồi mà cũng vẫn còn bị nghe người ta, chứ đâu phải là dễ đâu. Đắc thiền đáng lẽ là cái tâm nó không động, nhưng mà mới đây đó ngài nghe cái vị cư sĩ à, nó mua 20 mẫu đất ở bên Mỹ, nó mở ra cái thiền viện rộng minh mông à. Mà thực sự ra nó vay tiền ngân hàng, nó chỉ bỏ trong đó có 500.000 đô thôi, còn nó cả hàng chục triệu đô là nó ký giấy nó vay ngân hàng. Rồi bây giờ nó trốn đâu mất tiêu á. Ông phải giờ ông phải trả cái nợ đó, chứ bây giờ là mặt mũi ông ký tên vô đó trong mượn ngân hàng rồi mà ông, nó chỉ bảo lãnh thôi, mà tên ông là người may ra vay nợ, chủ nợ là ngân hàng. Mà nếu ông không trả thì báo chí đăng lên đại thiền sư đi thiếu nợ bị ngân hàng đòi, mất mặt. Cho nên bây giờ đó, mỗi một cái khóa tu á, một thiền sinh tới đó 10 ngày đó, quý vị biết bao nhiêu không? 1.000 đô. Đến 1.000 đô, ông mượn cớ là tiền ăn tiền ở mà đâu có nhiêu. Nhiều Phật tử nó cúng dường nữa, nhưng phải có tiền để trả cái tiền ngân hàng. Và bây giờ nhiều lúc đó, sư mời ông đi, ông nói bây giờ đi sao đổi, phải trả cái nợ. Thế thì là mặc dù đã là thiền sư rồi mà cái lỗ tai còn nghe bị dụ, phải không? Đâu phải đơn giản. May cái sư ở đây không ai dụ sư ấy, cho tiền còn không nhận nữa. Cho nên sư nói cứ làm đi rồi sử dụng cái gì được. Cũng như chỗ này nè, người ta nói cúng dường, sư nói không, muốn làm gì đó làm, làm theo kiểu của anh đi. Ở đây cúng dường cái cốc ở, sư nói làm cái cốc bằng tranh, qua đây thấy là bằng gỗ rồi, không lẽ mình la nó. Rồi cũng như toilet đó, sư nói làm cái giống như là cái bằng cao su á, bằng plastic á, nó di động được, tại vì đây có tiểu không chứ đâu có làm gì. Bên kia nó có toilet rồi, bên đây cần nhỏ nhỏ thôi. Ảnh xây đến cây xây như cái đình á, sư sang sư nói ủa xây kỳ vậy. Nó nói tại vì ở đây để cho nhiều người tới trong tương lai. Cái tánh đó vậy đó, tánh nó làm rất là kỹ, làm có chuẩn mực, và nó muốn trong này sau này nó kích đó, cả hàng 20-30 cái cốc nhỏ nhỏ cho các cư sĩ tới tu hay là tu sĩ tới tu. Ở đây mỗi người một cái cốc, và có cái giảng đường lớn, có cái hồ sen đã vẽ hết rồi đó. Hỏi ý kiến sư, sư nói hồ sen thật lớn như vậy đó, tượng Phật để chính giữa. Rồi đó là cái giảng đường đó, phải ít nhất là 200 thước vuông, phải chứa như vậy. Nhưng mà sư hỏi nhỏ nó lại chứ ai tới giảng? Ai tới giảng? Ông xây cho nhiều rồi ai giảng đây? Mà nếu không có thầy đó, là không có người tu. Bây giờ quý vị thấy ngay sư giảng miên mật như thế này đó, có bao nhiêu người tu, dòm đi. Có hàng chục người, mà người thì muốn nghe, người không muốn nghe. Không, nghe còn chưa có chú tâm nữa, thì bây giờ nói cái chuyện gì? Bày ra cho nhiều là khổ thôi. Nhưng mà nó cũng có cái lòng tốt, tức là nó thấy ở đây cũng người ta tới tu, rồi nó thấy quý vị ngồi như này nè, cực khổ quá. Thực sự cái tâm nó tốt lắm, cho nên nó muốn xây cái chỗ đó để cho quý vị vô đó quý vị tu. Nhưng mà nhiều khi nó đâu có hiểu, nhiều khi quý vị thích ngồi này, đâu có thích ngồi trong cái nhà đó, phải không? Tâm tốt là một chuyện, nhưng mà nó phải từ từ, còn không có nhiều lúc nó đâm ra vất vả cho mình cứ phải chạy lo cái này kia khổ. Nhưng mà thôi sư cũng nói nó từ từ thôi, đừng có nôn nóng tội nghiệp nó. Đồng ý cái tâm tốt, cho nên tánh và định nó phải đi với nhau, không nên vội, phải không? Từ từ từng bước. Bây giờ phải xây dựng cái đội cái số mà người tới tu cái đã, phải có tăng đoàn nữa. Tăng đoàn 2 năm nay 35 người nó rụng hết trơn, nó còn đâu 6-7 mạng à, 6-7 người à. Mà toàn là cô ông à, chứ chưa có mấy ông là cũng chạy hết trơn rồi. Ra sư đi mấy cái ở đây là xã y, nó vậy xã giới xã y luôn, chứ không nói. Trong tương lai nó là sao không biết, nhưng mà sư thấy sư không có duyên với người Việt. Sư nói thiệt, ở bên Mỹ là sư giảng một khóa 10 ngày mới rồi nè, 13 người xin xuất gia, mà trong đó 6 người là thực sự xuất gia, bán nhà bán cửa cho hết. Sư nói nếu anh muốn thực sự xuất gia anh làm đi, bán cửa cho con cháu, cho từ thiện, cho hết. Anh ba im bát đi theo sư thì sư mới nhận. 13 đứa, 7 đứa nó đổi ý, nó nói con chưa giải quyết được, năm sau đi sư phụ qua con làm. Còn 6 đứa nó làm thiệt về, nó bán hết nhà cửa cho hết, ra 2 bàn tay không. Sư nói có như vậy mới tu nổi. Cho 3 y bát thôi, đi theo sư, có ăn, sư ăn gì nó ăn cái đó, nó chấp nhận. Sư cho 3 đứa thọ giới, sau 6 đứa thọ giới, mời các vị hòa thượng lại, các vị trưởng lão lại, 20 mấy vị ngồi đó chứng minh tụng Kamavacha đàng hoàng đúng pháp. Thực sự là chỉ cần 10 thôi, nhưng mà các vị rất là hoan hỉ, tại thấy mấy thằng da trắng mà nó chịu đọc Nam Mô Tá Sa là các ngài thích rồi. Các ngài mà thấy bu chung quanh đang ngồi, tại nguyên tắc phải ngồi chồm hổm hết, giống như hàng xa buổi sáng là sư với sư Chắc Ma sám hối là phải ngồi chồm hổm vậy, chứ không được quỳ, không được gì hết. 20 mấy vị ngồi quỳ rồi đó, mà mấy ông già thấy mấy thằng Tây tóc da trắng rồi này kia nó ngồi đứng chính giữa mà nó cứ Nam Mô Ta Sa, nó thành kính, các ngài sướng vô cùng. Các ngài nó hoằng pháp phải như vậy đó, tức là nó phải có làm sao cho người nước ngoài nó hiểu được, và hy vọng tụi nó tu trong vòng 5-6 năm nó giỏi, chính nó lại truyền lại mới giỏi hơn mình, tại vì nó biết phong tục tập quán và nó biết cách đối xử với cái người của nó. Còn mình chỉ hiểu đại khái chứ mình không thể đi sâu được bằng nó, phải không? Cũng như quý vị ở đây, thí dụ người nào ở Bắc Giang chẳng hạn, sư đang có một cô đệ tử có học trung cấp rồi đó, học 5 năm rồi, thì sư nói chờ cho nó xong trung cấp năm nay sư đẩy nó về Bắc Giang, mở cái cái thiền viện ở đó nho nhỏ thôi, dạy cho người ta. Và nó là người Bắc Giang, nó nói tiếng Bắc Giang, nó hiểu người Bắc Giang, hiểu phong tục tập quán, hiểu tâm tình người Bắc Giang thì nó mới chuyển đạo được. Người khác vô không nổi đâu, như sư vô nói người ta chạy hết à. Phải để nó. Nó là con gái, nó mềm mỏng. Mà hồi nó mới tu cũng vậy, ai cũng chê nó, nói thế này thế kia, nó nhỏ con rồi, nó thấp rồi này kia đủ thứ. Sư nói yên tâm đi, nó làm được việc, nó tu đàng hoàng. Người ta nói nó tu cái gì giỏi lắm, nó tu một năm nó bỏ. Không, 5 năm rồi tu rất là chuẩn mực, tứ oai nghi đàng hoàng. Sư cũng mừng. Cuối năm nay tính cho nó về trở lại Bắc Giang. Tức là nếu mình muốn hoàn pháp, mình phải tuyển dụng người địa phương, hướng dẫn cho họ tu, để chính họ đi hoàn pháp trở lại cho người dân của họ mới thành tựu. Còn nếu mình có giỏi cách mấy làm được việc đó, mình phải hiểu được điều đó. Cho nên chánh niệm nó đi với, nó kiểm soát được tuệ, tín, niệm, nó kiểm soát luôn cả tánh và định. Tại vì có chánh niệm cho nên biết cái định cỡ nào vừa, có chánh niệm cho nên biết tinh tấn cỡ nào vừa, có chánh niệm cho nên tín không có tà tín, tại mình chánh niệm. Và đặc biệt giữa cái niệm với cái tuệ, hai cái đi song song với nhau. Hễ có niệm thì có tuệ phát triển. Và quý vị nên nhớ niệm nó chạy hết từ đầu cho tới cuối. 37 phẩm trợ đạo chỗ nào cũng thấy có niệm hết á. Thất Bồ Đề Phần cũng có niệm, mà Bát Chánh Đạo cũng có niệm. Samasati ở bên Bát Chánh Đạo người ta dịch là chánh niệm, mà không phải, là niệm hài hòa. Thành thử ra bài ngày hôm nay là chấm dứt ngũ căn ngũ lực, mà quý vị nên nhớ đây là căn bản. Còn cái gì thắc mắc tới đây hỏi. Ngày mai bắt đầu bước vào Thất Bồ Đề Phần rồi, gây go rồi đó. Niệm giác chi là một trong cái chánh niệm này, nhưng mà nó lại chuyển biến sang một cái đường hướng khác và phong phú hơn. Cho nên nếu những cái gì ở đây mà không hiểu trong suốt thời gian qua, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, là ngày hôm nay quý vị phải ôn bài, tối nay phải hỏi sư. Còn kể từ ngày mai là sư đi chuyển sang Thất Bồ Đề Phần rồi, là một cái trang mới hoàn toàn. Niệm giác chi, chạch giác chi, là những cái thứ đó hoàn toàn mới. Mà nếu quý vị những cái này không hiểu thì tới cái đó coi như lạc vào trong rừng, không biết gì hết, nhìn thấy không hiểu nổi. Không. Mà cái này mới là trung cấp thôi đó, chứ chưa có là cao cấp đâu. Cao cấp thì nó dồn lại. Trong khóa này sẽ hướng dẫn quý vị, có những quý vị yêu cầu là thấy cái bản đồ của thập nhị nhân duyên, hoang mang không biết, sư sẽ dành một buổi sư giảng cho quý vị hiểu. Nhưng mà thực sự đã có giảng những bài đó rồi. Ngày hôm nay đó anh Trung anh đã sắp xếp một cái website dự trù là sẽ bỏ theo thứ tự, thí dụ thập nhị nhân duyên bao nhiêu bài, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, rồi tâm từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Thì cái đó cũng là một cái phần phước đức của ảnh, nhưng mà cái đội ngũ của ảnh là sắp xếp như vậy. Ai vào trong cái website có thể học được, học từ thấp lên cao. Và sau khi để lên những cái bài đó xong rồi đó, sư sẽ làm giáo trình. Sư cũng hy vọng là cái nhóm mà đội ngũ kỹ thuật của ảnh làm được. Tức là giáo trình như thế nào? Thí dụ cái bài giảng ngày hôm nay sẽ có 10 câu hỏi, hỏi về cái bài ngày hôm nay để phải trả lời. Nếu trả lời trật thì phải quay nghe lại. Câu thứ nhất mà trả lời trật nó không cho xuống câu thứ nhì, cho tới 10 câu. Và đó là những cái giáo trình nếu mà quý vị học được những cái gì đó, sư cấp chứng chỉ đàng hoàng. Ví dụ Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ cao cấp, trung cấp, sơ cấp đều có bài hết, bao nhiêu bài sắp xếp lại. Mỗi một bài đều có bao nhiêu câu hỏi và phải trả lời câu hỏi 1 rồi mới tới câu hỏi 2. Sư đang suy nghĩ có thể là không rườm rà cho họ là multiple choice, tức là A, B, C, D vậy đó. A là như thế này, chánh niệm là niệm chân chánh. A, B chánh niệm là thấy như thật. C, chánh niệm là biết rất rõ cái gì đang xảy ra ở chung quanh ta. D, chánh niệm là luôn luôn nhìn vào bên trong, thấy rõ cái gì đang xảy ra bên trong. A, B, C, D, chọn một. Nếu chọn sai, quay trở lại nghe bài, nó không cho trả lời câu thứ nhì. Trả lời trúng, ok trúng, tích lại cho khen. vỗ tay rào. Xong cái câu thứ nhì nó tiếp tục nó hỏi cái bài đó thôi. Tức là sư đang nghĩ cách mà làm như vậy đó. Mỗi một câu hỏi, một cái bài như thế này có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có A, B, C, D hay là 5 cái câu hỏi trả lời gần giống nhau, mà sẽ người đó phải nghe cái bài ký mới hiểu được. Sư sẽ làm những câu rất là gần giống nhau, nhưng mà chỉ có một câu đúng nhất. Thì quý vị học, quý vị nhớ bằng cách đó thôi. Và những bất cứ người nào ở xa đó, nó vẫn có thể trả lời được. Và sư hy vọng đó, nhóm kỹ thuật làm được đó, thì coi như là một cái trường học ở trên online, giúp cho biết bao nhiêu người giải mê khai ngộ. Tại vì nó phải làm việc, nó phải trả lời thì nó sẽ hiểu được vấn đề. Còn giờ nghe không, nó ăn thua vậy đó. Phải làm việc, phải trả lời, phải thi cử. Và nếu người nào đậu hết, thí dụ đậu hết cái thập nhị nhân duyên, thì tự nhiên tới cái bài cuối cùng rồi đó, thì hoan hô bạn đã hoàn tất chương trình là thập nhị nhân duyên. Đây là chứng chỉ của bạn, tự động nó in ra. Nó phải tự động nó in ra, nó gửi cho người đó luôn. Tên đăng ký là thì nó làm luôn ở trong cái bản nó gửi luôn. Cái đó làm được mà, sư có hỏi chuyên gia rồi, nó làm được. Từ từ mình cứ xây dựng từng bước từng bước. Sư hy vọng á, trong vòng một vài năm nữa sư chết á, thì cái đó nó để lại, và sau này có những cái vị khác giỏi, người ta tiếp tục bổ túc thêm. Có nhiều vị rất giỏi, trẻ rất giỏi, mình chưa có nhân duyên gặp người ta thôi. Mà sư có cái nguyện là nếu như sư gặp những vị nào mà nó quyết tâm tu á, sư có cái nguyện là cố gắng đào tạo nó phải giỏi hơn sư. Thứ nhất là về pháp học, và thứ nhì về pháp hành. Sống chết với đạo, không quan tâm cái gì hết á, chỉ có đường thẳng để tới giải thoát. Và nói theo chánh pháp làm sao lợi mình lợi người, cho mọi người đều được thấy ánh sáng để người ta tu. Cần cái gì sư giúp hết à. Muốn đi Mỹ, đi Âu Châu, đi Úc, đi chỗ nào học, lo hết. Chưa tìm ra. Toàn là mấy ông gì đó tới một thời gian rồi á, ông chịu không nổi rồi, ông xin xả y xả giới rồi ông chạy đâu mất tiêu. 7-8 ông rồi chứ đâu phải không. Già có trẻ có bỏ hết, chịu không nổi. Có lẽ tại sư khó quá phải không? Sư khó quá. Có lẽ vậy, sư nghĩ có lẽ tại sư khó quá cho nên người ta bỏ chạy hết. Thôi có gì thôi không? Chín tánh niệm định tuệ, ngũ căn ngũ lực, bài đó là chấm dứt. Ở đây chúng mở trang 39, để mình hướng sau khi nghe pháp. Giải thoát pháp bảo nên hành, đạo mà đức Phật truyền quay lại đây, cầu cho thành lâu dài, phát triển trí thức các ngày mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tâm chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn hóa trong pháp Phật giới giáo truyền. Sa thứ nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh của chúng con trong thời gian qua sẽ là mối duyên lành để chúng con nhận rõ tín tánh niệm định tuệ là 5 cái bảo bối, 5 cái ngũ căn ngũ lực mà Đức Thế Tôn đã dạy cho ngài Xá Lợi Phất, để ngài Xá Lợi Phất chứng được A La Hán. Tín tánh và niệm định tuệ, 5 bước đường, 5 cái chân của một cái tháp bảo để đưa tới sự giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên loài loài người. Những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân,